Các em trật tự, trật tự. Xin chào các em. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Gia Trung, giảng viên môn văn học cận đại. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em phương pháp phân tích một bài thơ. Ta sẽ lấy ví dụ là bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Em thấy không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo, thế hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Thế vừa rồi ta giảng đến đâu rồi nhỉ? Đến từng câu từng chữ. Từng câu từng chữ à? Ờ rồi rồi. Từng câu từng chữ của bài thơ đã thấm đượm tình cảm của tác giả. Và theo những vần thơ ấy, những kỷ niệm đẹp đẽ của thời thơ ấu bỗng chợt ào về như thác đổ. Bố ơi, à? Bố đợi con ở đây, con vào xem một tí rồi con ra ngay nhá. Này, đi đứng cho cẩn thận, ăn nói cho lễ độ đàng hoàng, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Kìa bố, bố con dự thi năm nay à? Bác này phải đến lò của em. Hả? Chỗ em có đội ngũ giáo viên luyện thi rất là kinh nghiệm, rất là giỏi, nhanh chóng, hiệu quả mà lại không có phản ứng phụ. Bác phải đi theo em. Này, bỏ tay ông ấy ra nhá. Tôi nhìn thấy ông ấy trước, ông ấy là của tôi. Ông nhìn thấy ông ấy trước, nhưng tôi sờ vào hiện vật trước. À, ông ấy là của tôi. Trước trên giàn mướp à? Này, ông có muốn trở thành xác ướp không? Này, muốn đưa ông ấy đi phải bước qua xác thằng này, nhớ chưa? Này, ông cũng muốn đưa ông ấy đi cũng phải bước qua xác của thằng này nhá. Bác đi theo em. Rồi ơi, trông kìa. Như là đồ cá mấp trên vùng ấy. Này, cá mấp trên vùng còn hơn cái đồ ngoài vùng phủ sóng nhá. Ông biết bố đi được không? Bác đi theo em. Bố đi theo em. Hai cái thằng này, hàng họ ngọt thế này mà chúng mày cứ vần vỏ thế thì hỏng hết hàng. Còn xin lỗi bố. Bố có sao không? Chưa việc gì ạ. Này, chúng mày dương mắt ếch ra thế à? Xin lỗi ông cụ ngay. Dạ, con xin lỗi bố ạ. Dạ, em xin lỗi bác ạ. Dạ, vâng ạ. Bố đi luyện thi đại học vào. Già thế này ấy, mà vẫn luyện thi đại học là được khuyến khích ấy. Về lò con giảm giá cho nhá. Nhưng mà thằng con thôi. Con bố bảo thế thì hai bố con bố là về lò nhà con luôn. Bởi vì lò nhà con là kinh nghiệm nhất cái khu vực này. Không tin á, bố cứ hỏi hai thằng này thì biết. Nhà anh là còn thâm niên về luyện thi quá. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Bố ơi, mấy chục năm rồi, hơi bị kinh nghiệm đấy. Mấy chục năm rồi cả. Vâng. Thế các anh anh năm nay là bao nhiêu tuổi? Con á? Con nói gần thì là tròn 33, và nói xa tí nữa là ngoài 36. Nói chung là lò nhà con là kinh nghiệm lắm bố ạ. Bố không tin à? Thế còn nói thế này nhá. Đời ông nội con nhá, mở lò gạch. Đến đời bố con nhá, mở lò bánh mì. Đến đời con ấy là mở lò chọc tiết lợn. Ôi trời ơi. Nhưng mà kinh doanh chọc tiết lợn một thời gian nó không hiệu quả. Con chuyển sang mở lò luyện thi. Ôi trời ơi. Mà thú thật với anh là thằng con tôi có người chỉ chỗ cho nó vào trong kia rồi ạ. Vâng. Nó vào trong kia rồi vào. Dạ vâng. Hai thằng này. Vâng. Vào trong kia. Dạ vâng. Này anh. Dạ. Hai này vào trong ấy để... Dạ vâng. Nói tóm lại là con bố đã đến đây là chỉ có vào lò nhà con chứ không vào lò nhà khác được. Ôi trời ơi. Bởi vì lò nhà con là to vật vững nhất cái khu vực này. Nói thế cho nó ngắn nhá. Anh ơi, bỏ tay em ra. Đi luyện đi đâu. Sao kìa. Bố ơi, bố gọi con à? Này, thế con gặp người ta chưa? Con đăng ký chưa? Con chưa kịp đăng ký thì đã bị hai anh này ép con ra đây rồi. Tại con dại bố đấy vào. Vâng. Thế mà em muốn nói ngay từ đầu. Phải ra đây xem nào. Thằng đẹp dài quá. Bao tuổi rồi? 20 rồi. Đẹp dài này là thi đỗ ngay ấy. Tôi này về bố con em về chỗ lò của anh luyện nhá. Lò của anh luyện môn gì có khối gì xong A B C D D S có hết nhá. Không, bạn em bảo trong này luyện thi tốt lắm, em muốn vào trong này học cơ. Khổ quá cái thằng này, anh nói nhẹ mày không nghe. Nào thế bây giờ mày muốn cái gì hả? Bây giờ mày muốn về chỗ tao luyện hay là mày vào bệnh viện luyện hả? Anh, cho cháu xin lại cái mũ. Đội vào. Bố con tôi
Xin các anh ạ. Thôi, dạ, xin anh ạ. Tóm lại không có xin xỏi gì cả. Nào hai thằng này, đưa bố con ông về nhà luyện nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Này, 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 này. Các anh làm cái gì thế? Cái gì mà làm cái gì? Tại sao cứ giằng co người ta thế? Việc của ông à? Thế có muốn tôi gọi công an không? Cái gì mà gọi công an ông gọi đi. Gọi luôn. Làm cái gì thì cũng phải có cái tâm. Giúp người ta phải giúp cho đến nơi đến chốn, hiểu chưa? Gọi cảnh sát bao nhiêu? 119 048113 gọi luôn. Quá, có cái gì đâu mà ông phải gọi công an cho các anh đến đây cho vất vả ra. Bố con ông này là muốn tìm chỗ luyện thi. Ừ. Chúng tôi giới thiệu chỗ luyện thi. Có thế thôi mà ông cứ làm như tôi ăn cắp ăn trộm mà. Bác và em có muốn đi theo anh này để luyện thi không ạ? Có. Dạ, báo cáo với anh là bố con em là đã có người người ta chỉ chỗ cho vào phía trong này rồi ạ. Thấy chưa? Vào phía trong, nghe rõ chưa? Họ muốn vào phía trong. Thì cho người ta vào phía trong. Wow. Dạ. Để mời bác vào trong ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Dạ vâng. Này anh ơi. Dạ. Thôi, anh cứ cho bố con tôi theo anh cái đã nhá. À vâng, thế lại ra ngoài. Dạ vâng, dạ. Dạ vâng, dạ. Thôi, thế là húp cháo rồi. Từ sáng đến giờ có mỗi con gà béo từng thịt từng ngay. Sổng rồi. Hai thằng mày còn nhìn đấy à? Đi ra đầu đường xem có khách không? Tháng này tháng cao điểm đấy. Đi đi. Vừa rồi ý, dạ, bác gặp phải bọn cò thi nó bắt chẹt. Vâng. Nó ép bác vào lò luyện thi của chúng. Yeah. Ai mà không vào chúng gây sự ngay. Ủa thế à? Dạ vâng. May quá mà gặp được anh. Vâng, đây hôm trước ấy. Ừ. Bác biết không? Hôm trước đúng vào cái chỗ bác và em đứng ấy. Vâng. Có mấy em thí sinh ngơ ngơ ngác ngác. Gặp ngay một thằng cao thủ đầu mưng mủ. Nó đánh cho ông thủ. Bây giờ lên tủ ngồi rồi bác ạ. Ôi trời ơi. Thế nó đánh chết cả người à? Dạ vâng. Nếu mà không có người dẫn dắt thì chỉ lối là khổ thế đấy bác ạ. Ôi trời ơi. Đấy, con thấy chưa? Cả họ Đỗ quê mình được có mình con. Ngơ ngơ ngác ngác lên thành phố là phải hết sức thận trọng. Không là mất mạng đấy con ạ. Thế bác và em đã tìm được nhà trọ chưa ạ? Dạ, báo cáo với anh ấy. Tôi định là tìm chỗ luyện thi cho cháu xong. Dạ. Rồi bố con tôi mới tìm nơi ở trọ. Dạ, nhà trọ cũng là một vấn đề. Dạ, mới đầu họ quảng cáo an ninh tốt, thoáng mát, rộng rãi. Nhưng sau đó nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Nào là tiền điện này, tiền nước này, tiền đục qua lại tiền. Rồi họ nhét vào đấy 10 người ở chung một phòng. Ui dồi ôi, nóng khổ sở lắm bác ạ, nóng lắm. Trời ơi, phúc đức quá. Thế cái gì anh biết nhỉ? Dạ, cháu cũng là sinh viên, mới tốt nghiệp ạ. À. Dạ, những cái luyện thi khổ ải cháu nếm hết rồi. Nay nhìn thấy bác gặp khó khăn, cháu mà không giúp thì áy náy lắm ạ. Thảo nào, phúc đức quá. Đến mùa luyện thi đâu đâu cũng có dịch vụ bác ạ. Thế ở trong này cũng là cái lò luyện thi đấy hả anh? Dạ vâng, chỗ chuồng lợn đấy ạ. Cái gì? Luyện thi ở chuồng lợn à? Dạ vâng, đúng chỗ chuồng lợn luôn. Dạ, đến mùa thi họ bán hết lợn đi, thơi nới rộng ra một tí, cho một số ghế vào, thế là thành lò luyện thi. Ủa thế à? Dạ vâng ạ. Cháu tên là Nam, ở quê vẫn gọi cháu là cò. À thế à? Dạ vâng ạ. Thế anh Nam cò này. Dạ vâng. Thôi thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. May mắn là rời xe duyên cho bố con tôi được gặp anh. Dạ. Thôi thì anh thương thì thương cho chót anh nhá. Dạ vâng ạ. Anh tìm được cái nhà trọ nào mà nó khang trang sạch sẽ, anh tìm giúp luôn cho bố con tôi thể nhá. Dạ. Bác đã nói thế thì cháu cũng chả dám từ chối. À này, nhưng mà bác và em đã tìm được cái chỗ để luyện thi chưa? Dạ. Dạ, cái lò luyện ấy mà. Dạ. Dạ, bạn em cũng cho địa chỉ nhưng mà nhiều quá em cũng không biết thế nào ạ. Thôi thế này anh Nam ạ. Thôi thì anh tìm được cái chỗ nào luyện thi tốt thì dạ vâng, anh tìm giúp cho bố con tôi luôn thể. Dạ vâng ạ. Cháu cũng biết một số lò luyện thi rất là uy tín ạ. À. Ví dụ như là Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Trung tâm Đào tạo Học tốc. Dạ vâng. À, cấp tốc ạ. Dạ vâng. Cấp tốc, cấp tốc, cấp tốc. Em nhà mình mà vào đấy chắc chắn là đỗ bác ạ. Anh ơi, anh cố giúp em chẳng biết gì cả. Chứ nếu gặp phải trung tâm đều thì khổ thân em lắm ạ. Ở đấy, đúng đấy anh ạ. Cứ chỗ nào có thầy giáo giỏi, chỗ học nó đàng hoàng thực tế. Anh xin giúp cho bố con tôi luôn thẻ anh nhá. Cháu coi nó như anh em trong nhà. Dạ, vâng. Vâng. Đỗ đại học xong, anh em ở trên này nương tựa lẫn nhau. Dạ, vâng. Bây giờ dạ, mình vâng. Đi tìm thuê nhà trọ. Dạ, vâng. Rồi chiều cháu dẫn đến chỗ học luôn. Dạ, vâng. Em ơi, dạ. Tính tiền cho anh. Để tôi. Không, bác cứ để cháu, tiền nào bác để cháu. Anh ơi, nó đáng là bao không để tôi. Đây rồi. Anh uống đi. Bác giả. Dạ vâng. Nhà cửa thế nào, ổn không? Dạ cũng được ạ, cũng thoáng mát anh ạ. Ừ. Anh ơi,
sao lại vào trường mầm non? À, bây giờ đang là tháng cao điểm, các lò luyện thi đều quá tải, cho nên các thầy cô quyết định mở lò luyện thi tại đây, hiệu quả lắm đấy em ạ. Anh ơi, thế thầy cô dạy ở đây đều là giảng viên trường đại học sư phạm và quốc gia hả anh? 90% thôi. Mà này, bố đưa tiền hóa đóng phí chưa? Dạ rồi. Cầm theo chưa? Dạ đây ạ. Có học luôn chưa? Dạ rồi ạ. Đưa tiền đây anh đóng học cho. Đây ạ. Ừ, vào đi, thẳng vào. Bạn ơi, cho mình hỏi, đây có phải là lớp văn không? Ờ đúng rồi đấy. Các em trật tự, trật tự. Xin chào các em. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Gia Trung, giảng viên môn văn học cận đại. Ơ, à, tưởng là thầy Hòa khoa học xã hội nhân văn cơ mà nhờ. Ừ nhờ, chắc là thầy vào nhầm lớp rồi. Trật tự, khổ quá các em trật tự. Chả là thế này, đúng là giờ của thầy Hòa, nhưng thầy Hòa bận đi dự hội nghị cho nên có nhờ tôi dạy hộ mấy buổi. Với lại xin giới thiệu với các em, tôi và thầy Hòa là bạn đồng môn. Mà đã gọi là đồng môn có nghĩa là cùng một thầy, cùng một lò, cũng giống như các em ấy. Mà đã cùng một thầy, cùng một lò thì chất lượng như nhau, cho nên các em có thể hoàn toàn yên tâm. Với lại Hòa với Trung, Trung với Hòa, Hòa Trung, Trung Hòa thì đều có chữ Trung cả. Tôi là Đỗ Gia Trung. Thôi, chúng ta bắt đầu. Các em dở giấy bút ra. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em phương pháp phân tích một bài thơ. Ta sẽ lấy ví dụ là bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Em thấy không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo, thế hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay, tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước. Con ve tiên tri vô tâm báo trước, có lẽ một người cũng bắt đầu yêu. Có lẽ chúng ta dừng ở đây. Từng câu từng chữ trong bài thơ đã trở thành bất hủ. Bất kỳ ai trong mỗi chúng ta đều có những kỷ niệm đẹp đẽ về tuổi thơ của mình. Nhưng chỉ duy có một điều là... Micro em ơi, khổ quá, đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải chuẩn bị kỹ càng khi tôi lên lớp chứ. Alo. À được rồi. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng cảm nhận được hết ý nghĩa của những năm tháng đó. Chính vì thế, tác giả đã thổi vào tuổi thơ một luồng sinh khí mới, đánh thức những hoài niệm trong mỗi chúng ta, những hoài niệm đầy sức sống. Tuổi thơ ra đi theo từng hơi thở của thời gian. Các em gạch đít cho tôi chữ hơi thở. Tuổi thơ ra đi đầy tự tin, không đắn đo suy tính, không một chút ăn năn hối hận. Dường như bổn phận của nó là phải ra đi. Nó ra đi như một vị anh hùng thời La Mã. Chính vì thế, tác giả lại có câu: tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế. Một lần nữa, các em lại gạch đít chữ cao ngạo. Tuổi thơ ấy êm đềm là thế, cao ngạo là thế. Thế nhưng... À đúng rồi. Thế nhưng cũng có những năm tháng bị giam cầm, tủi nhục khi bị quân giặc xâm lăng. Ngậm một khối căm hờn trong cúi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm, ta cam tâm. Đây là bài Nhớ Rừng của Thế Lữ chứ ạ? Nhầm rồi. Hả? Nhầm rồi ạ. Thôi chết thế. Tôi xin lỗi. Để giáo án ở trước quạt nó lật mất mấy trang. xin lỗi. Thế vừa rồi ta giảng đến đâu rồi nhỉ? Đến từng câu từng chữ. Từng câu từng chữ à? Rồi. Từng câu từng chữ của bài thơ đã thấm đượm tình cảm của tác giả. Và theo những vần thơ ấy, những kỷ niệm đẹp đẽ của thời thơ ấu bỗng chợt ào về như thác đổ. Mặc dù vẫn biết rằng thời gian ra đi không bao giờ trở lại. Tôi đọc tập tiếp theo. Em thấy không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ.
rút hộ cái. Sao thế? Chuột rút hay sao ấy? Em làm sao thế? Dạ, thầy đọc nhanh quá, em không chép kịp, cho nên cơ căng hết cả ra. Bị chuột rút ạ. Ôi giời, khổ quá. Thế tôi hỏi em đây là lớp gì? Dạ, lớp học cấp tốc ạ. Thì chính vì đây là lớp cấp tốc cho nên tôi phải giảng nhanh như thế. Tôi giảng nhanh như thế, em nào có thể mượn vở của bạn mà chép. Mà nếu mà mượn vở của bạn chép xong rồi mà vẫn không kịp thì nghỉ hẳn một ngày cho nó khỏe. Được chưa? Nhưng mà tôi dặn trước, nghỉ là mất bài đấy.